Xin chào quý vị khán giả của MyTP Football. Chúng ta lại gặp nhau tại Derby Manchester. Trong dòng sự kiện của đợt tập trung FIFA Day, vẫn có rất nhiều thông tin thú vị liên quan đến hai đội bóng thành Manchester là Manchester United và Manchester City. Ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các khán giả các vấn đề bệt lề cũng như thông tin nhân sự của hai nửa thành Manchester. Hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Theo Manchester Evening News, Christian Eriksen sẽ rời Old Trafford dưới dạng tự do sau khi mùa giải năm nay khép lại. Hiện tại, Manchester United vẫn tìm cách đẩy đi tiền vệ người Đan Mạch. Quỷ đỏ có thể để cựu sao Tottenham rời đội dưới dạng cho mượn trong tháng 1 năm 2026. Động thái này giúp Manchester United giảm bớt gánh nặng về việc phải trả mức lương rơi vào khoảng 150.000 bảng mỗi tuần cho Eriksen. Tiền vệ 32 tuổi gia nhập Manchester United với tư cách là cầu thủ tự do vào tháng 6 năm 2022 và ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Hiện tại, vị thế của Eriksen xuống thấp ở nhà hát của những giấc mơ. Anh chỉ đá 92 trận tại Premier League mùa giải 2023-2024 và góp mặt trong 4 phút mùa này. Mùa hè này, Eriksen nhận được một số lời đề nghị từ Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Nhưng vì nhiều lý do, tiền vệ người Đan Mạch vẫn bám trụ tại Old Trafford. Khả năng mức lương cao của Eriksen là rào cản khiến nhiều câu lạc bộ từ chối thỏa thuận với MU. Tới nay, Eriksen đã chơi 73 trận trên bộ đấu trường cho Quỷ Đỏ. Anh ghi được 3 bàn thắng và cung cấp thêm 13 pha kiến tạo. Kobbie Mainoo thăng tiến vượt bậc cùng sự xuất hiện của Manuel Ugarte khiến Eriksen dần bị loại khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag. Casemiro đã trở thành vật tế thần sau thảm bại của Manchester United dưới tay Liverpool. Và mặc dù màn trình diễn của tiền vệ người Brazil rõ ràng là không thể chấp nhận được, bản thân ten Hag cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi bố trí cựu sao Real Madrid trong vai trò tiền vệ phòng ngự duy nhất của Manchester United. Ở tuổi 32, thể lực của Casemiro hiển nhiên đã bị bào mòn đáng kể, nên việc anh không còn theo kịp cường độ thi đấu tại Premier League cũng là điều hiển nhiên. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng những phẩm chất phòng ngự hàng đầu và kinh nghiệm của Casemiro là rất quý báu đối với Manchester United. Vì vậy, hiện tại Roy Keane vẫn muốn giữ tiền vệ này ở lại. Cựu danh thủ người Cộng hòa Ireland cho biết: "Tôi chưa muốn gạch tên Casemiro. Vị trí thi đấu của Casemiro, nếu cậu ấy trở lại đội hình và có được vài trận đấu để lấy lại cảm giác, nên được bố trí cao hơn trên sân." Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Équipe, huấn luyện viên Zinedine Zidane đã đập tan mọi hy vọng của các cầu thủ viên Manchester United rằng ông sẽ dẫn dắt câu lạc bộ này. Tiện thể, huyền thoại người Pháp cũng chia sẻ luôn lý do rất đơn giản cho việc ông sẽ không dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester, dù có rất nhiều đồn đoán trong những ngày qua. "Tôi nghe hiểu tiếng Anh nhưng không thực sự nói lưu loát. Vì thế, tôi không thể dẫn dắt Manchester United hay đội nào ở Anh. Tôi biết có nhiều huấn luyện viên làm việc bất chấp rào cản ngôn ngữ, nhưng phong cách của tôi thì không như vậy." Zidane cho rằng giao tiếp với cầu thủ là chìa khóa dẫn tới thành công của ông trong sự nghiệp huấn luyện, trong đó có 3 danh hiệu Champions League liên tiếp cùng Real Madrid vào các năm 2016, 2017 và 2018. Trung vệ Sergio Ramos hay tiền đạo Cristiano Ronaldo đều từng đánh giá cao khả năng quản trị nhân sự của huấn luyện viên người Pháp. Zidane chưa nhận công việc nào mới kể từ khi rời Real lần thứ 2 năm 2021. Ngoài câu lạc bộ này, ông chưa từng dẫn dắt đội nào khác trong sự nghiệp. Theo báo chí Anh, Manchester United và Chelsea đã liên hệ để mời Zinedine Zidane về làm huấn luyện viên, nhưng ông đều từ chối. "Cần rất nhiều yếu tố để làm nên chiến thắng trong bóng đá, và tôi biết mình cần những gì để đạt được thành tựu." Ông nói thêm, Zidane từng chơi bóng tại Pháp, Italia và Tây Ban Nha, nên ông thành thạo 3 ngôn ngữ này. Vì thế, huấn luyện viên 52 tuổi sẽ có nhiều khả năng dẫn dắt các đội Ligue 1, Serie A hoặc La Liga hơn là một đội bóng ở ngoại hạng Anh. Trong đó, Juventus hay PSG đều là những biến đố khả dĩ tiếp theo cho chủ nhân của ống vàng năm 1998. Tuy nhiên, truyền thông Pháp cũng cho rằng Zidane đang chờ dẫn dắt tuyển Pháp khi hợp đồng của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ hết hạn vào hè 2026. Manchester United vẫn đang làm việc cùng huấn luyện viên Erik ten Hag và hợp đồng của ông cũng sẽ hết hiệu lực vào hè 2026. Lịch sử Quỷ Đỏ chưa từng có sự xuất hiện của một huấn luyện viên nào người Pháp. Những huấn luyện viên gần đây của họ đều là người nước ngoài, nhưng thông thạo tiếng Anh, trong đó Ten Hag vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt ý muốn trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh. Pep Guardiola từng là huấn luyện viên nhận lương cao nhất thế giới sau khi gia hạn hợp đồng với Man City vào năm 2019. Tới năm 2022, Diego Simeone đã trở thành người xoán ngôi của Pep Guardiola khi ký vào giao kèo mới cùng với Atletico với mức thu nhập 29,8 triệu bảng một năm. Đến tháng 8 năm 2023, huấn luyện viên Roberto Mancini bất ngờ chia tay tuyển Italia để dẫn dắt Ả Rập Xê Út. Tại quốc gia Trung Đông này, Mancini hưởng lương 25,7 triệu bảng một năm, đẩy Pep xuống vị trí thứ 3 trong danh sách các huấn luyện viên nhận lương cao nhất thế giới. Ở thời điểm hiện tại, Pep đang nhận 19,7 triệu bảng một năm tại Mancini, mức thu nhập cao nhất trong số các huấn luyện viên làm việc tại Premier League. Theo tiết lộ từ Guardian, ban lãnh đạo Mancini muốn biến chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên nhận lương cao nhất thế giới với lời đề nghị trị giá hơn 30 triệu bảng một năm. Đó là còn chưa tính các khoản thưởng. Tỷ phú Sheikh Mansour,
chủ sở hữu Man City, yêu cầu bà lãnh đạo đội bóng phải làm tất cả để giữ chân huấn luyện viên xứ Catalan. Sau cuộc họp ở UAE vào đầu tháng này, Khaldun Al-Mubarak, chủ tịch hiện tại của Man City, khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực để thuyết phục Pep ở lại. Bà lãnh đạo Man City muốn Pep ở lại sân Etihad thêm tối thiểu 3 năm nữa. Thậm chí nếu chiến lược gia này đồng ý, Man City sẵn sàng trao bản hợp đồng có thời hạn 5 năm dành cho ông. Tuy nhiên, Pep chưa vội phản hồi. Guardiola muốn đợi đến khi kết thúc mùa giải 2024-2025, thời điểm giao kèo giữa ông và câu lạc bộ nước Anh hết hạn, sau đó mới tính tiếp tương lai. Pep từng nhiều lần bày tỏ ông cạn kiệt năng lượng và nguồn cảm hứng sau nhiều năm làm việc tại Anh. Chính vì thế, lời đề nghị hấp dẫn về mặt tài chính của Man City chưa đủ sức để thuyết phục Pep. Vào thời điểm này, Man City sắp bước vào giai đoạn chuyển giao. Kevin De Bruyne đã lớn tuổi và dù anh đã từ chối lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út, nhưng người ta tin rằng việc tiền vệ người Bỉ chia tay Etihad là chuyện sớm muộn. Mới đây, chính tờ The Sun đã tuyên bố Man City đang nhắm đến Florian Wirtz như một người thay thế Kevin De Bruyne trong tương lai. Cầu thủ này là trụ cột của Bayer Leverkusen và có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, bao gồm cả vị trí tiền vệ làm bóng. Mùa trước, Wirtz ra sân 49 trận cho Leverkusen và anh ghi 18 bàn và kiến tạo 20 lần cho các đồng đội tính trên mọi đấu trường. Trung bình mỗi 90 phút, cầu thủ này có 2-3 đường truyền tạo cơ hội và 2,2 cú sút. Sự khéo léo và khả năng dứt điểm tốt của Wirtz khiến giới chuyên môn cho rằng anh sẽ rất phù hợp với hệ thống của Man City lúc này, nhất là Erling Haaland cần người chia lửa trên hàng công sau sự ra đi của Julian Alvarez để chuyển đến Atletico Madrid. Suốt mùa hè vừa qua, tương lai của De Bruyne trở thành đề tài nhận được sự chú ý đặc biệt. Tiền vệ 33 tuổi chỉ còn hợp đồng với Man City đến cuối mùa này và lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ giàu có tại Ả Rập Xê Út. Thậm chí, các đề nghị đã được gửi đến Man City cho De Bruyne, song tuyển thủ người Bỉ vẫn quyết định ở lại sân Etihad. Sau chiến thắng 3-1 trước West Ham tại Premier League cách đây không lâu, De Bruyne đã lên tiếng về tương lai của mình. Anh thừa nhận rằng bản thân không bị cám dỗ bởi bất cứ đề nghị béo bở nào, đồng thời khẳng định chắc chắn sẽ có các cuộc thương thảo gia hạn hợp đồng với Man City trong vài tuần tới. Dĩ nhiên, thông tin này sẽ giúp các fan Man City cảm thấy khá vui mừng. Dù vậy, dưới góc độ của Guardiola, ông sẽ phải sớm nghĩ đến việc lên kế hoạch cho cuộc sống thiếu vắng De Bruyne trong tương lai gần. Man City có thể tìm cách ký hợp đồng với một cầu thủ số 10 mới để thay thế De Bruyne lâu dài, hoặc xem xét các lựa chọn trong nội bộ, với Jack Grealish hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm vai trò này. Cựu cầu sao của Aston Villa có thể không sở hữu kỹ năng chuyền bóng và nhãn quan như De Bruyne, nhưng anh có thể mang lại những yếu tố khác. Grealish đã thi đấu ở vị trí tiền vệ công cho đội tuyển Anh trong trận gặp Cộng hòa Ireland tại Nations League mới đây và cho thấy lý do tại sao anh có thể thường xuyên chơi ở vai trò đó. Dù chưa được ra sân nhiều mùa này, song Grealish đã thể hiện sự sắc bén ngay từ đầu. Mỗi khi có bóng, cầu thủ 28 tuổi không ngại lao thẳng vào hàng thủ của Cộng hòa Ireland và tạo ra cơ hội. Bên cạnh đó, Grealish rất bình tĩnh khi kiểm soát bóng, không giữ bóng quá lâu và chuyền bóng khi cần thiết. Một điểm nổi bật trong lối chơi của Grealish luôn là khả năng kiếm về các quả đá phạt. Điều này đã được chứng minh trong trận đấu với Cộng hòa Ireland khi anh bị phạm lỗi nhiều nhất, dù là khi anh đang bị vây giáp hay lúc tạm sử đang tấn công. Grealish thực sự là bậc thầy trong việc kiếm những quả đá phạt. Nhìn chung, Grealish đã thể hiện rất ấn tượng và cho thấy anh có khả năng chơi vị trí số 10 cho Man City. Đúng, sức mạnh của các đối thủ tại Premier League sẽ khắc nghiệt hơn so với những gì mà Cộng hòa Ireland đã thể hiện. Nhưng làm sao chúng ta biết Grealish không thể làm được điều tương tự trước những đội mạnh hơn, chúng ta không biết và Pep Guardiola nên trao cho anh cơ hội khi De Bruyne vắng mặt. Đó là tất cả những gì hấp dẫn nhất có trong chương trình Derby Manchester ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin kể trên, quý vị khán giả đã có nhiều thông tin bổ ích liên quan đến Manchester United và Manchester City trong vòng 24 giờ qua. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật về hai nửa thành Manchester vào ngày mai. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.